Xin được kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã bớt chút thời gian quan tâm cũng như theo dõi kênh YouTube của Nhân Long Audio. Vâng, clip hôm nay em mới cập đến một cặp loa rất là hay, rất là hot, đó là cặp loa đến từ thương hiệu JBL, có model là 4344MK2. Đây là cái model, một cái series nâng cấp của series 4344 trơn. Về cái hình thức, về cái kích thước thì giống nhau. Còn là về cái driver của loa đã thay đổi rất là nhiều so với cái series 4344 trơn. Loa JBL 4344MK2 này sản xuất vào những năm 1996 đến năm 2000. Và loa sử dụng 3 đường tiếng và cái củ loa bass đời 4344MK2 này đã thay thế hoàn toàn so với cái củ đời trước. Củ của đôi loa JBL 4344MK2 này có cái mã hiệu là ME150HS và củ mic đó là 2123H đó, và cái loa chép dìu thì là giống cái model thì tiền nhiệm đợt trước, với cái trở kháng là 6 ohm. Đôi loa JBL 4344MK2 này với trở kháng là 6 ohm và độ nhạy là 95 dB đó, 95 dB, và công suất của cặp loa này là 200W. Với cái trọng lượng của cặp loa này lên tới 81,9 kg đó, và chiều cao của đôi loa này là 1m05, và cái chiều rộng nó là 63,5 cm và chiều sâu nó là 38,3 cm đó. Đấy là cái thông số cơ bản của cặp loa JBL 4344MK2 này. Và bây giờ em sẽ đưa máy quay lại gần và giới thiệu chi tiết hơn để các bác cùng trải nghiệm cái mức độ đẹp của cặp loa này. Và sau đó em sẽ giới thiệu mọi góc cạnh để các bác cùng cảm nhận. Vâng, như quý vị cũng đã biết thì là dòng loa JBL với cái kích thước rất là đồ sộ, nó bốn xung quanh vỏ là đều sử dụng gỗ lạng tuyệt đẹp, thành quách vuông thành sắc cạnh không bị sứt mẻ gì cả đó. Rất là đẹp. Và cũng như quý vị đã biết thì là dòng loa JBL 4343, 4344, 4344MK2 này thì cái mặt trước là mặt sơn xanh. Đó. Mặt sơn xanh và phía trước sử dụng hai lỗ thông hơi phía đằng trước. Đó. Và phía trên đó là một cái len tản nhiệt. Đây là cái len điều hướng cái giải cái loa kèn. Đó. Và sử dụng một cái chép dìu đây. Chép dìu này thì cũng giống như cái 4344 thôi. Còn loa mic hay loa bass thì là khác hoàn toàn. Và dòng này sử dụng 3 cái tinh chỉnh của 3 giải. Loa rất là đẹp. Loa sử dụng một loa mic giấy có mã hiệu là 2123H. Và đây, củ loa cao cấp đến từ thương hiệu JBL. Củ loa thì có mã hiệu 150 HS, ME150 HS, rất đẹp. Loa sử dụng màng giấy và gân vải mút. Đó, đây chiếc bên này. Và cái dòng loa JBL 4344MK2 này, những cái mảng, những cái mạch phân tần thì đã được thay đổi. Chiều nào bơ vơ trên cánh nhìn em đang ngây thơ xõa tóc hững hờ, ngày lại ngày tôi hay ra đó tìm kiếm trên cô mỗi riêng người. Những dốc đá em hay đi qua thì
sẵn lâu rồi. Bóng dáng đó tôi hay theo dõi, chiều nay sao bóng bỏ đi rồi. Giờ một mình lang thang trên cát, lòng tôi như đang nghe biến khóc âm thầm. Dồn tình anh như bao cơn sóng, ngày tháng sau đến không bên bờ. Những phen đã trăm năm yêu ai, chờ ai cho hôm nay trời đất hao mòn. Đến những dấu chân hôm nào em đi, chiều nay dấu đã phai rồi. Cho tôi xin cơn sóng chỉ dô bờ, đừng quay ra khơi cho tình phai bờ vờ. Cho tôi xin cơn gió hãy dù hơi, đại dương trong tim tôi đừng khóc. Cho tôi xin em vẫn đứng bên đời, để cho con tim tôi còn mãi chơi vơi. Cho tôi xin em tóc xóa trong chiều, biển xanh muôn đời đẹp mãi. Lang thang trên cát, lòng tôi như đang nghe biến khóc âm thầm. Dồn tình này như bao cơn sóng, ngày tháng sống đến không bên bờ. Những phiên đã trăm năm yêu ai, chờ anh cho hôm nay trời đất hao mòn. Đến những dấu chân hôm nào em đi, chiều nay dấu đã phai rồi. Cho tôi xin cơn sóng chỉ dô bờ, đừng quay ra khơi cho tình phai bờ vờ. Cho tôi xin cơn gió hãy dù hơi, đại dương trong tim tôi đừng khóc. Cho tôi xin em vẫn đứng bên đời, để cho con tim tôi còn mãi chơi vơi. Cho tôi xin em tóc xóa trong chiều, biển xanh muôn đời đẹp mãi. Chiều nay sao bóng bỏ đi rồi.